quên 13.600k đi, bởi vì bây giờ chúng ta đã có 14.600k. Có thể anh em đã biết là i5-13600K là một em chip đã rất là thành công rồi. Sức mạnh của em nó thậm chí là còn vượt trội hơn cả i7-12700K đời tiền nhiệm. Là một em chip rất là hài hòa giữa cả hiệu năng gaming lẫn làm việc. Và có thể nói là tốt nhất ở trong phân khúc giá khoảng 8 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có i5-14600K à, mặc dù là hiệu năng thì không có quá nhiều điểm cải tiến so với lại 13600K tuy nhiên về mức giá khi mà anh em BVC tại nhà mình ấy, thì em nó sẽ có mức giá khá là xem với lại 13600K. Vậy nên tầm này anh em nào vào BVC thì cứ 14.600k mà dã cho mình nhá. Vẫn là 14 x 20 luồng, tuy nhiên thì xung nhịp của em nó bây giờ đã là 5.3 rồi anh em ạ, rất cao luôn. Và bên cạnh mình đây thì đang có một bộ PC sử dụng em chip này. Bộ PC này thì bên mình build cho một anh khách với cái mục đích chính là để chơi game AAA ở trên màn hình độ phân giải 2K cũng như là làm việc với phần mềm DaVinci Resolve. Thì anh em hãy cùng xem với mình là với mức giá khoảng 27 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một cái gói hình PC như thế nào nhá. Đầu tiên, như mình đã nói thì bộ PC này đang sử dụng RAM chip là i5-14600K. Hiệu năng của nó thì vẫn cứ phải gọi là vô đối ở trong phân khúc giá, với cấu trúc là 6 P-core và 8 E-core. 6 nhân hiệu năng vẫn là con số tốt nhất cho những bộ PC gaming ở thời điểm hiện tại. Và với 8 nhân hiệu suất thì cũng sẽ giúp bộ PC của anh em hoạt động được tiết kiệm năng lượng hơn và cải thiện thời gian render đáng kể đối với những anh em đang làm các công việc cần sử dụng nhiều đến CPU. Tuy là một em chip rất là mạnh và có đôi K, tuy nhiên thì chúng ta chỉ cần sử dụng đến một em bên B760M Aorus Elite mà mình đang có ở đây. Với cái dàn phây điện của em đó là 12+1+1 thì đã rất là thoải mái để cân được em chip này rồi. Em bên này thì vẫn mang một cái thiết kế khá là đặc trưng của dòng Aorus với hình đầu chú đại bàng quen thuộc, phân giáp tản VDM thì khá là dày dặn đấy. Và cổng back IO ở trên em bên này cũng rất là đầy đủ, bao gồm cả một cổng Type-C 20GB luôn anh em nhé. Tiếp theo thì sẽ là một cặp RAM DDR5 mang thương hiệu là Team Group T-Force Delta với dung lượng là 32GB và số bus rất cao là 6000MHz, đảm bảo sẽ tận dụng được tối đa sức mạnh của CPU cũng như GPU của anh em. Và đây cũng là một cái mức dung lượng rất là hợp lý dành cho anh em nào đang làm các công việc liên quan đến video editing cũng như là các công việc sáng tạo khác. Đồng thời là em nó cũng sẽ đi cùng với một cái giải LED rất là mượt và đẹp như thế này, cũng sẽ giúp cho bộ PC của anh em phần nào nó được sáng hơn. Bộ cây này thì đang được trang bị một em VGA RTX 3070 8GB của OCBC phiên bản Extreme Edition. Và cái phiên bản mà mình đang có ở đây thì nó sẽ hơi đặc biệt một chút, đó là nó sẽ sử dụng một đầu cấp điện là 12 pin. Và nó cũng được trang bị sẵn một cái sợi dây chuyển đổi như này để em có thể dễ dàng kết nối với nguồn điện. Em card này thì có một cái ngoại hình khá là to đẹp hầm hố đi kèm với lại những cái giải LED ở cả mặt trước lẫn mặt hông. Vậy nên cho dù anh em lắp card bình thường hay là dựng card thì em nó vẫn rất là đẹp. Tuy nhiên mình nghĩ là anh em nào có điều kiện thì mình vẫn khuyên là anh em nên dựng card lên, bởi vì mặt trước của em này thực sự rất là đẹp anh em ạ. Đây vẫn là một em card vô cùng tốt dành cho anh em nào muốn chiến game 2K với phần nhân CUDA rất là mạnh, và với 8GB thì vẫn là một cái mức dung lượng vừa đủ cho đa số tựa game AAA mà anh em hay chơi hiện nay. Còn đối với công việc edit video ở trên phần mềm DaVinci Resolve thì đây cũng là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý, vì nó có thể xử lý tốt với các video với độ phân giải 4K trên các codec phổ thông hiện nay. Đặc biệt thì DaVinci Resolve lại là một phần mềm tận dụng rất tốt sức mạnh của GPU nữa, nên là em card này thực sự rất xứng đáng để cho anh em lựa chọn. Chúng ta sẽ có một chiếc ổ cứng Samsung PM9A1 512GB, một chiếc ổ SSD NVMe Gen 4 với tốc độ đọc ghi rất là cao, giúp cho anh em có thể cài win này, cài phần mềm này, đọc xuất dữ liệu rất là nhanh chóng. Nhưng mà tất nhiên để dành cho công việc cũng như là lưu game thì anh em nên có thêm cho mình từ 1 cho đến 2 chiếc ổ cứng với dung lượng cao hơn nữa nhá. Về tản nhiệt thì chúng ta sẽ có một em tản Arata XBG Triton 360 SE. Em tản này thì sẽ có LED ở cả block nước lẫn fan để tăng cái tính thẩm mỹ cho bộ cây. Và với một em tản nước 3 fan như thế này thì đảm bảo anh em chạy với 14.600K sẽ rất là mát mẻ. Nhiệt độ ổn định ở mức 7x độ cũng sẽ là một mức rất là hợp lý để anh em làm những cái tác vụ nặng trong một thời gian dài. Cuối cùng thì là một bộ nguồn Igo GB750 với chuẩn 80 plus bronze sẽ rất là phù hợp với cái cấu hình PC trên. Và kể cả sau này anh khách có muốn nâng cấp lên những chiếc VGA như là 4070 hay là 4080 thì em nó vẫn có thể gánh được. Rồi, và mình đang có ở đây là một chiếc vỏ bể cá Vicha Crystal S1 V2 được trang bị full fan LED RGB để đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho bộ PC này. Và bởi vì bên trong chúng ta cũng có một cái bộ lòng rất là đẹp cần phải được sâu ra. Ok, và với một cái bộ cây vừa hài hòa giữa thẩm mỹ lẫn hiệu năng như này, tại nhà Hoàng Long đang có mức giá sale cực kỳ sốc, chỉ khoảng 27 triệu đồng. Đó, thì mình nghĩ đây là một cái mức giá rất là tuyệt vời và cũng rất là đáng đầu tư cho anh em, bởi vì em nó vừa có thể giải trí rất là tốt trên màn hình 2K này và vừa cũng có thể giúp anh em kiếm ra được tiền nữa. Vậy thì anh em nghĩ sao về bộ PC này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình nhá. Cảm ơn anh em đã xem hết video và đừng quên cho mình một like, một sub nếu anh em thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.